Thưa quý vị, sau khi bùng phát trở lại từ ngày 10 tháng 7, thì đến nay Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 20 chủ lây nhiễm COVID-19. Trong đó, nhờ siết chặt các biện pháp phân luồng, sàng lọc và xét nghiệm, nên các bệnh viện đã kịp thời phát hiện các ca mắc COVID-19 để tập trung khoanh vùng, truy vết. Đây là khu vực kiểm soát dịch tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Tất cả người bệnh đến khám điều trị nội và ngoại trú đều phải qua bước khai báo yếu tố dịch tễ và sàng lọc COVID-19. Bệnh nhân được chia theo hai nhóm, gồm nhóm có triệu chứng nghi ngờ và nhóm có yếu tố dịch tễ để tiến hành sàng lọc và xét nghiệm. Qua đó đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đối tượng có triệu chứng sốt, ho và yếu tố dịch tễ cao sẽ được đi qua điều tra dịch tễ. Những cái trường hợp đó thì bộ phận dịch tễ của chúng tôi sẽ cho test nhanh. Mới đây, qua tiếp nhận khám cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã phát hiện một trường hợp mắc COVID-19. Ngay lập tức, các biện pháp ứng phó đã được kích hoạt. Ngoài làm kỹ khâu phân luồng, khám sàng lọc thì mỗi khoa phòng cũng đã có phương án cách ly khi phát hiện F0 đến khám. Tất cả khoa phòng của bệnh viện đều có cái phòng cách ly tạm thời riêng. Và đặc biệt là bệnh viện cũng có khu điều trị cách ly cho những bệnh nhân F1. Đó thì trên cơ sở đó thì nếu những khoa phòng có những nhân vật nguy ngờ thì bệnh viện sẽ khoa phòng đó sẽ cách ly những người có triệu chứng nghi ngờ hay những người có yếu tố dịch tễ từng có khoa phòng riêng. Một tháng trở lại đây, dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng diễn biến ngày càng phức tạp. Trong đó, qua khám sàng lọc, các bệnh viện đã xác định nhiều trường hợp mắc COVID-19. Từ các ca bệnh chỉ điểm này, ngành y tế Đà Nẵng đã tiến hành truy vết và đã xác định thêm hàng chục ca mắc liên quan. Làm như thế này là rất tốt vì mình có bệnh gì thì mình cứ khai báo rõ ràng để cho người ta biết và đề phòng chống cho cộng đồng. Siết chặt phòng chống dịch tại các bệnh viện trong bối cảnh dịch phức tạp như hiện nay không chỉ giúp sàng lọc, phát hiện các ca mắc COVID-19 từ cộng đồng để kịp thời khoanh vùng, ngăn chặn, mà còn giữ chặt phòng tuyến quan trọng này, không để dịch xâm nhập và lây lan.